Dạ vâng, cơ sở bên em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì ở nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lội. Thì đi chi tiết về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lội để cho các bác cùng tham khảo này. Đầu tiên thì là nguyên liệu để làm lên chiếc thùng ong thì cơ sở nhà em là được làm bằng gỗ gạo đã qua xử lý ngâm rất là kỹ rồi, từ 4 đến 8 tháng. Đấy, rất là nhiều video giới thiệu trực tiếp thực tế cho các bác. Đối với cái ván như thế này xẻ ra này, đấy nó có hai cái kiểu xử lý gỗ. Một là cái kiểu mà ván này xẻ ra thì ngâm là 4 tháng, còn gỗ khối, gỗ nguyên hộp ấy, đấy lấy ở trên rừng về thì là sẽ ngâm là 8 tháng. Đấy, bao giờ nó chóc vỏ cũng như là nó chín gỗ đi rồi thì bên cơ sở mới vớt lên, xẻ và phơi khô gửi đi cho các bác khách hàng. Còn về cái thùng nuôi ong bên cơ sở nhà em nó là cái thùng tiêu chuẩn dành cho ong lội. Đấy, với cái kích thước tiêu chuẩn thì về cái phía trong này các bác này. Đấy, phía trong của nó thì chiều dài của nó là 42,5 cm, còn chiều cao là 27, còn chiều rộng là 26. Đấy, tất cả mọi chi tiết một chiếc thùng nuôi ong thì đã được đóng hoàn chỉnh như thế này để về tay các bác sử dụng. Đợt này thì các bác mua thùng thì thùng rất là nhẹ, đấy 45 kg trên một thùng thôi. Đấy, thì đợt này có nắng nóng, đấy, phơi được gỗ khô như thế này cũng như là do cái điều kiện thời tiết trời hành ấy. Đấy thì cái thùng rất là khô. Về cái độ co ngót cũng như là cong vênh thì hiện tại cái lô này thì nó sẽ không còn nữa nha các bác nhé. Nó không như cái đợt mùa tháng riêng thì lúc đấy là nhiệt độ nó ẩm, độ ẩm cao, mưa nhiều thì gỗ không được khô, thì nhiều khi là gửi cho các bác là vẫn có nhiều cái thùng cong vênh. Nhưng mà khi các bác nhận hàng ấy thì các bác được kiểm tra hàng. Đấy, đối với cái thùng nào mà nó đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng như em giới thiệu trên video thì các bác thanh toán đối với người giao hàng. Còn là về đây là cái chiếc thùng liền này. Thùng liền thì tất cả những cái mặt nó đều được làm bằng ván liền như thế này. Đấy, ván liền. Liền 100% hết các bác nhé, không chắp ghép, không bị sâu xia ruột riếc ở đâu cả. Còn về cái thùng này thì phía trước sẽ làm cho các bác là một cái cửa. Đấy, cái cửa. Và phía đằng sau thì là một cái cửa sổ này. Đấy, cửa sổ. Đấy, đẩy đi đẩy lại được. Đấy, đối với cửa sổ này thì nó sẽ có cái tác dụng là tránh cái con ong bị chết ngạt khi các bác di chuyển đi khai thác nguồn cũng như là các bác bán ong giống này. Còn về cái thùng nuôi ong này, về cái chiều dày của nó thì bên cơ sở em là thường thường làm cho các bác là 1/6 cho tới là 1/7 nhé. 1/6 và 1/7, còn ở bên ngoài đây thì đã được trà rất là sạch sẽ rồi. Đấy, thùng nào cũng như thùng nào. Còn đây là những cái chiếc thùng mà chiều nay em đóng và gửi đi cho các bác khách hàng. Đấy, cũng thông báo đối với các bác khu vực miền Nam là bắt đầu bưu cục đã nhận những cái chiếc thùng ong này gửi đi vào khu vực miền Nam cho các bác rồi. Về cái thùng này thì gửi vào miền Nam cũng như miền Bắc thì giá cước của nó tương đồng như nhau thôi các bác. Đấy, giá của nó thì hiện tại là giá cước là nếu các bác mua với số lượng nhiều thì giá của nó là 35.000 đồng tiền cước trên một thùng. Đấy, cũng khá là rẻ, tính ra thì nó chưa đến 200.000 đồng trên một cái thùng khi các bác nhận được hàng. Còn để giảm tải tiền cước rẻ nhất thì các bác có thể là mua thêm cầu ong. Đấy, cầu ong hoặc là những cái đồ vật ví dụ như là bình xịt khói, mũ bảo hộ để các bác bỏ vào bên trong. Đấy, quay qua cho các bác một chút là về kho chứa đồ. Còn xưởng thùng ong nhà em ở trên kia cơ. Đấy, thùng ong, cầu ong. Đấy, cầu ong đây. Đấy, cầu ong bằng gỗ xoan các bác nhé. Cầu này thì rất là tốt. Đấy, để đặt hàng, mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Các bác điện đến thì cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Còn một video thì em xin giới thiệu tới cái chiếc thùng nuôi ong cũng như cầu nuôi ong đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.